Sau khi đánh bại quân Thanh trong chiến tranh Trung Nhật 1894 đến 1895, các lực lượng Nhật Bản lưu lại và chiếm đóng những phần đất quan trọng chiến lược của triều Tiên. 10 năm sau đó, người Nhật đánh bại hải quân Đế quốc Nga trong chiến tranh Nga Nhật 1904 đến 1905, đưa Nhật Bản chiếm đóng hoàn toàn bán đảo Triều Tiên vào năm 1910. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, bán đảo được giải phóng khỏi ách thống trị 35 năm của thực dân Nhật Bản nhưng niềm vui chiến thắng không kéo dài bởi chiến tranh lạnh giữa đại diện chủ nghĩa tự do dân chủ là mỹ và khối cộng sản liên xô ngày càng căng thẳng khiến xung đột trên bán đảo hàn quốc không ngừng leo thang cuối cùng dưới sức ép quân sự của mỹ và liên xô bán đảo đã bị chia cắt thành hai miền nam bắc lấy vĩ tuyến 38 độ bắc làm đường ranh giới tạm thời phía bắc do liên xô tiếp quản còn mỹ cử binh lực đóng tại miền nam hai miền buộc phải đi theo hai hướng khác nhau tại miền nam mỹ đã chủ động ủng hộ một chính phủ lâm thời do lý thừa vãn đứng đầu Ông là một người Triều Tiên bị Nhật Bản cầm tù từ khi còn là một thanh niên và rồi trốn thoát sang Hoa Kỳ. Được sự ủng hộ từ người Mỹ Lý Thừa Vãn đã thành lập nước Cộng hòa Hàn Quốc độc lập ở phía Nam. Vào ngày 15 tháng 8 1948, nhà nước Đại Hàn Dân Quốc chính thức được thành lập ở miền Nam với Lý Thừa Vãn làm Tổng thống đầu tiên. Trước diễn biến trên, miền Bắc Triều Tiên đã đáp lại bằng một cuộc bầu cử quốc hội. Vào tháng 9 1948, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố thành lập, đứng đầu bởi lãnh tụ Kim Nhật Thành, một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Nhật suốt 20 năm. Liên Xô chấp thuận và gia tăng nỗ lực giúp Kim Nhật Thành ở miền Bắc. Năm 1949, cả hai lực lượng là Liên Xô và Hoa Kỳ rút quân khỏi Triều Tiên. Lý Thừa Vãn và Kim Nhật Thành đều mong muốn thống nhất bán đảo và đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự dọc theo danh giới suốt năm 1949 và đầu năm 1950. Sau một số vụ đụng độ ở biên giới dường như cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Cuộc tấn công phủ đầu của quân đội nhân dân Triều Tiên xảy ra vào sáng sớm ngày Chủ nhật 25 tháng 6 năm 1950 bằng cách bất ngờ vượt qua vĩ tuyến 38 đồng thời được hậu thuẫn bởi một trận địa pháo bắn phá dữ dội vào phía trước. Được trang bị tốt với 135.438 binh sĩ và 242 xe chiến đấu, bao gồm 150 xe tăng T-34 vài chục pháo tự hành hạng nhẹ SU-76 của Liên Xô chế tạo quân đội Bắc Triều Tiên bắt đầu cuộc chiến với khoảng 180 máy bay, gồm có 40 máy bay tiêm kích IAC và 70 máy bay ném bom tấn công. Quân đội Nam Triều Tiên có 64.697 binh sĩ, quân Hàn Quốc không có xe tăng và rất thiếu xe bọc thép cũng như pháo binh. Quân đội Nam Triều Tiên cũng không có máy bay tiêm kích hoặc bất cứ pháo chống tăng nào. Trưa ngày 28 tháng 6, chỉ 3 ngày sau khi phát động tấn công quân đội Bắc Triều Tiên nhanh chóng chiếm được 95% lãnh thổ miền Nam, Quân Nam Triều Tiên chỉ còn kiểm soát một vùng nhỏ ở quanh thành phố cảng Busan. Trinh Lý Thừa Vãn và các quan chức cao cấp của ông ta cũng trốn chạy khỏi Seoul, chuẩn bị thành lập chính phủ lưu vong ở Nhật Bản. Tuy nhiên, niềm hy vọng của Bắc Triều Tiên về việc chính phủ của Lý Thừa Vãn đầu hàng, sự giải tán quân đội Nam Triều Tiên và đất nước thống nhất đã tan thành mây khói khi Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc chiến để giúp đỡ cho Nam Triều Tiên. Sau khi nghe báo cáo về chiến sự toàn diện nổ ra tại Triều Tiên, Tổng thống Chu Mừng ra lệnh cho tướng Mark Arthur đóng quân tại Nhật Bản điều động quân đội hỗ trợ chính phủ Hàn Quốc. Các căn cứ tiếp liệu tại Nhật Bản đưa vũ khí và binh sĩ Liên Hiệp Quốc ảo ạt vào Busan. Các tiểu đoàn xe tăng Hoa Kỳ từ San Francisco được cấp bách đưa vào Triều Tiên. Bằng không lực thực hiện 40 phi vụ một ngày trong những hành động hỗ trợ bộ binh nhắm vào các lực lượng Bắc Triều Tiên nhưng cũng gây ra sự tàn phá to lớn đến người dân cũng như các thành phố. Các máy bay ném bom chiến thuật gây nhiều lưu thông đường xá và đường xe hỏa các nơi trên Triều Tiên, các máy bay ném bom Hoa Kỳ thi nhau đánh bom các kho thiết liệu chính và phá hủy các nhà máy lọc dầu và hải cảng nhận hàng nhập cảng cũng như thiết liệu quân sự để làm cạn kiệt lực lượng Bắc Triều Tiên. Ngày 15 tháng 9, MacArthur bắt đầu chiến dịch với 70.000 quân từ sư đoàn thủy quân lục chiến số 1, sư đoàn bộ binh số 7 và tăng phái với 8.600 quân người Triều Tiên đổ bộ tại Incheon. Quân đoàn 10 tiến công tràn ngập quân phòng thủ vốn ít hơn và đe dọa bao vây quân đội chính quy của Bắc Triều Tiên mắc ác nhanh chóng tái chiếm Seoul. Đầu tháng 10 năm 1950, các lực lượng Liên Hợp Quốc, chủ yếu quân Mỹ, vượt qua biên giới tiến vào Bắc Triều Tiên. Ngày 19 tháng 10, quân đội Bắc Triều Tiên tan rã nhanh chóng và quân Liên Hợp Quốc chiếm được Bình Nhưỡng. Cuộc tiến công của Liên Hợp Quốc và Mỹ gây lo ngại rất lớn cho Trung Quốc. Ngày 8 tháng 10 năm 1950, một ngày sau khi quân đội Mỹ vượt vĩ tuyến 38, Chủ tịch Mao Trạch Đông phát lệnh tập kết trí nguyện quân nhân dân Trung Quốc. Trạng vạng tối ngày 19 tháng 10 năm 1950, trong cơn mưa lạnh, các quân đoàn 40, 39, 42, 38 và 3 sư đoàn pháo binh quân trí nguyện nhân dân Trung Quốc cùng một lúc lần lượt vượt sông áp lục ở ba bến An Lạc, Trường Miến và Tập An bí mật tiến vào Triều Tiên. Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, 1950 là chiến dịch đầu tiên của Trung Quốc quân Trung Quốc dùng hai sư đoàn của quân đoàn 42 tổ chức phòng ngự. Ngày 7 tháng 11, các quân đoàn 20, 26, 27 thuộc binh đoàn chính quân chí nguyện dưới quyền chỉ huy của tư lệnh kiêm chính ủy Tống Thời Luân tiếp tục tiến vào Triều Tiên. Cuối tháng 11, Trung Quốc đánh vào phía Tây, dọc theo sông Trong Tron, hoàn toàn áp đảo một số sư đoàn của Nam Triều Tiên và đánh một đòn chí tử vào sườn các lực lượng còn lại của Liên Hợp Quốc. Ở mặt trận phía Tây, quân chí nguyện tiêu diệt sư đoàn 7 quân Nam Triều Tiên, đánh quỵ sư đoàn 2 quân Mỹ ở mặt trận phía đông đánh quỵ sư đoàn thủy quân lục chiến một sư đoàn bộ binh hai quân mỹ tình hình đó buộc mark arthur phải ra lệnh cho quân mỹ và quân nam triều tiên rút lui toàn bộ tháng riêng năm 1951, các lực lượng trung quốc và bắc triều tiên lại đánh mạnh trong giai đoạn tiến công thứ ba được biết với tên gọi cuộc tiến công mùa đông của trung quốc seoul bị bỏ lại và bị các lực lượng trung quốc và bắc triều tiên chiếm được vào ngày 4 tháng 1 năm 1951 cuối của tháng 2 năm 1951 bằng chiến dịch sát thủ Operation Killer do quân đoàn 8 được tái sinh của Mỹ đảm nhiệm. Cuối chiến dịch sát thủ, quân đoàn 1 đã tái chiếm lại được tất cả các lãnh thổ phía nam sông Hán, trong khi quân đoàn 9 tái chiếm Hồ Ê Sông. Ngày 7 tháng 3 năm 1951, quân đoàn 8 lại thọc mạnh về phía trước trong chiến dịch Reaper. Vào ngày 14 tháng 3 họ đã đẩy lui các lực lượng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ra khỏi Seoul. Đây là lần thứ tư trong một năm thành phố này đổi chủ. Seoul ở trong cảnh hoang tàn đổ nát, dân số của thành phố trước chiến tranh là 1,5 triệu người đã giảm xuống còn 200.000 người và thiếu thực phẩm trầm trọng. Ngày 11 tháng 4 năm 1951, Douglas MacArthur bị tước quyền tự lệnh bởi Tổng thống Harry Truman. Tư lệnh tối cao mới là tướng Ridgway một loạt các cuộc tấn công sau đó từ từ đẩy lui quân Trung Quốc và Bắc Triều Tiên như các chiến dịch Quarisius và Tomahawk. Các lực lượng Liên Hợp Quốc tiếp tục tiến công cho đến khi họ tới được phòng tuyến Kansas, cách vĩ tuyến 38 một khoảng mấy dặm. Quyết định của Liên hợp quốc dừng lại ở phòng tuyến Kansas, nằm ở phía bắc vĩ tuyến 38. Phần còn lại của cuộc chiến bao gồm chút ít sự thay đổi về lãnh thổ, các cuộc oanh tạc tầm mức rộng lớn của không lực Mỹ vào các thành phố ở Bắc Triều Tiên và các cuộc thương thuyết hòa bình kéo dài bắt đầu từ 10 tháng 7 năm 1951 tại Kaesong. Các cuộc thương thuyết hòa bình kéo dài trong 2 năm, vào ngày 29 tháng 11 năm 1952, tổng thống mới đắc cử là Dwight Eisenhower đã thực hiện lời hứa lúc tranh cử là đến Triều Tiên để tìm kiếm giải pháp để kết thúc cuộc xung đột. Với việc Liên Hợp Quốc chấp thuận lời đề nghị ngừng bắn của Ấn Độ, lệnh ngừng bắn được thiết lập vào ngày 27 tháng 7 năm 1953 vào thời điểm tuyến đầu mặt trận quay trở lại quanh vĩ tuyến 38 và vì vậy một vùng phi quân sự được thiết lập quanh nó, hiện tại được quân đội Bắc Triều Tiên phòng thủ một phía và phía bên kia là quân đội Nam Triều Tiên và Mỹ. Cho đến bây giờ cũng không có một hiệp định hòa bình nào được ký kết. Theo kỹ thuật nam và bắc triều tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh mặc dù bắc triều tiên và mỹ đã ký kết hiệp định đình chiến nhưng lý thừa vãn từ chối ký kết vào văn kiện này